chị đã quay trở lại rồi đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lại tiếp tục đến với căn nhà xinh đẹp, giàu có, rất là mê ly của nàng công chúa Lily thôi nào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện đó là bữa tiệc sinh nhật cùng Lily. Để xem Lily của chúng ta đang làm gì. À, cô nàng vẫn đang còn ngủ ha. Không được, trễ rồi. Mình phải dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình chứ. Bây giờ mình phải đi tắm trước đây đã. Không biết là mấy bạn có đến đông đủ không ta? Mà mình cũng không có mời nhiều, chỉ mời được có vài đứa thôi. Mà kệ, như vậy là cũng vui rồi. Mời chi đông phức tạp, với lại mình cũng chả thích có nhiều người lại vô trong nhà mình. Sáng sớm ngâm trong mình cũng đã thiệt. Mình sẽ chọn cái loại sữa tắm nào mà nó thơm ơi là thơm, để lát hồi tụi nó nghe cái mùi thơm trên người mình mà phải ganh tị. Mình vừa giàu mà lại vừa đẹp nữa, trời ơi thích thật. Bây giờ mình sẽ lựa bộ nào để mặc đây ta? Nhiều đồ quá không biết chọn. À, chiếc đầm màu xanh dương này đi. Cái này là mẹ mới mua tặng cho mình nè. Thôi để mình mặc. Xong rồi, hát công nhận cái chiếc đầm mẹ mình mua cũng xinh thật. Mà buồn là nay mẹ phải đi công tác, mẹ không về dự sinh nhật với mình được. Bây giờ mình sẽ chọn vuông miệng và vòng cổ để đeo vô thôi. À, mình thấy cái này đẹp nè. Tất cả mình cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Bây giờ chỉ đợi các bạn tới thôi. Qua công nhận, đồ ở đây đẹp thiệt luôn á. Mà còn đang sale nữa chứ, chắc là rất là rẻ. Nhưng mà mình thấy chất liệu vải cũng rất là đẹp. Hay là mình mua làm bộ sinh nhật cho Lily nhỉ? Tuy là hàng sale, nhưng mà mình thấy nó cũng rất là ổn. Chất vải cũng rất là đẹp nè. Dạ đúng rồi chị ơi, chị mua ủng hộ em đi ạ. Tại vì công ty của em á bị phá sản cho nên là cứ bán đồ bán tháo. Nhưng mà chị yên tâm, tuy nó là hàng rẻ nhưng mà chất lượng vải rất là đẹp luôn. Không tin thì chị cứ sờ thử, em bao luôn cho chị á. Chị biết rồi, chị nhìn là chị biết vải như thế nào mà. Công nhận đẹp thiệt. Mình sẽ lựa một cái để làm quà sinh nhật cho Lily. À, bình thường Lily rất là thích màu hồng. Hay là mình sẽ lựa một cái chiếc hồng này cho Lily ta. Em ơi, chiếc hồng này có giá bao nhiêu vậy? Có đúng như là bảng giá, đồng giá không? Dạ đúng rồi chị, tất cả đều đồng giá với nhau á chị. Mỗi cái nào cũng có 200 ngàn thôi. Ơi mày, hình như con nhỏ nào giống con Mai quá ta. Hình như là nó đang đi mua hàng sale kìa. Đúng là nhà nghèo có khác. Hình như vậy. À, đừng nói là nó mua ba cái hàng sale rẻ tiền này để làm quà sinh nhật cho Lily nha. Trời ơi, còn phải nói nữa nhìn là biết rồi. Tuy bề ngoài đồ đẹp thiệt nhưng mà hàng rẻ vẫn là hàng rẻ thôi. Lát hồi mình sẽ làm nó xấu hổ với Lily. Thôi cũng trễ giờ rồi, mình đi thôi. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật nha nàng công chúa Lily của chúng ta. À, cảm ơn các bạn đã đến dự nha. Mình đợi từ nãy tới giờ luôn. Wow, công nhận Lily của chúng ta nay xinh đẹp tuyệt vời. Đúng là vừa xinh đẹp vừa giàu có nữa cơ chứ. À, Lily à, mình không biết tặng bạn cái gì hết á. Mình thấy chiếc đầm này nó xinh quá cho nên là mình đã ghé mua làm quà sinh nhật. Với lại mình nhớ là Lily rất thích màu hồng, cho nên bạn mình để chọn cái này, mong là Lily thì sẽ thích. Wow, công nhận Mai hả, cũng có mắt thẩm mỹ ghê, còn biết tôi thích màu gì. Chiếc đầm cũng khá là đẹp đó. Cảm ơn bà nha. Món quà vậy thôi hả, chỉ có nhiêu đó thôi hả bà Mai. Nè Lily, đây là chiếc laptop. Cái này là hãng mới ra nha, rất là xịn, tôi mua hả tốn biết bao nhiêu tiền đó. Trời ơi, tôi đâu có thiếu thốn mấy thứ này đâu. Bà làm mua làm chi cho mắc tiền vậy, tốn tiền. Có sao đâu, món quà như vậy mới xứng đáng là một nàng công chúa giàu có như bà chứ. Ai như cái con nhỏ kia, đã vậy còn mua hàng sale nữa. Đúng rồi, nghĩ sao mà sinh nhật bà là con nhà giàu, lại đi tặng mấy cái đồ hàng sale như thế. Ai, chẳng ra làm sao cả. Ai, đây là cái chiếc ví nha, đính hộp kim cương màu hồng. Đó, tôi đã nhờ người đặt thuốc bên Canada để làm quà sinh nhật tặng cho bà đó. Trời ơi, sao mà tốn kém vậy mấy bà. Nhưng mà Mai, tại sao bà khổ đến mức phải đi mua hàng sale, hàng rẻ tiền để làm sinh nhật cho tôi sao? Mỗi một năm chỉ có sinh nhật tôi một lần thôi mà bà lại làm như vậy. Mình xin lỗi. Thật ra thì nhà mình cũng rất khó khăn. Tất cả tiền tiết kiệm của mình đã mua dồn vô để mua quà sinh nhật tặng cho bà đó. Với lại tôi thấy là tuy nó là hàng sale rẻ nhưng mà vải cũng rất là đẹp, chất lượng vải tốt, tôi đã lựa rất kỹ cho nên mới đem mua tặng bà đó. Nếu bà không thích thì thôi vậy, tôi xin lỗi. Thôi thôi, đừng có xin lỗi làm gì. Hay là tiết tiền, không dám mua đồ mắc tiền. Mà nói chung á, có muốn mua đồ mắc tiền cũng chả có tiền để mà mua như tụi tôi đâu. Thôi được rồi mấy bạn, đây là sinh nhật của mình á, cho nên là đừng có làm mất vui. Kệ đi, quà nào cũng là quà.
Đó, thấy chưa, quà của tụi tôi mới đúng là giá trị, xứng đáng với người đẳng cấp cao như bà chứ. Thôi, mấy bạn chơi đi, mình có chuyện, mình về trước nha. Trời, có chuyện chứ không phải tự ái rồi đi về hả? Đi về đi, cũng không ai tiếp cái thứ nghèo nàn như bạn đâu. Đúng rồi đó, đi về đi. Thôi mà được rồi, à mai nếu bà có chuyện thì bà cứ về trước đi. Ừ, thôi, tôi chào các bạn, tôi về. À, hai bạn ngồi đây để mình cất đồ, rồi sẵn vô trong, lấy thêm thức ăn và nước uống ra nha. Hai cái bà này mua chi mà tốn kém vậy, không biết mình có thiếu thốn mấy thứ này đâu. Ơ, ủa, cái túi xách mình mới vừa cầm vô mà đã rớt hột ra rồi. Ờ, túi xách gì canh bên Canada mà kỳ cục vậy nè. Thiệt tình luôn á, mình chưa đụng tới luôn mà nó đã như vậy rồi. Cũng tội nghiệp, cái con Mai nghèo này nó ghê ha. Nói chung á, thấy hàng của nó là hàng sale thiệt, nhưng mà đẹp phải đẹp xíu nữa hai đứa mình ra đó đinh mấy cái về mặt. Cái đó á là hàng tốt, nhìn là biết rồi, chắc là do công ty cái chỗ bán hàng đó nó bị gì cho nên nó bán rẻ. Còn cái con Lily đó, công nhận nó ngu thiệt, ngày giàu mà cũng biết hàng nào là hàng giả, hàng nào là hàng thiệt, cứ nghe tụi mình nói mà thích thôi. Chẳng qua hả, cái túi xách đó hả, tôi mua hả, cái hàng ở ngoài chợ nổi á, tôi thấy nó đẹp, trời giống thiệt, tôi lấy tôi mua đại vậy mà. Vậy thiệt hả? Trời ơi, cái laptop của tôi cũng vậy, nhưng mà chắc là đắt hơn cái túi xách của bà. Nhưng mà nó cũng chỉ là hàng dởm thôi, chứ có phải là hàng mới gì đâu. Thôi kệ, được rồi, vậy là nó cũng thích. Dù gì thì quà của hai đứa mình cũng giá trị hơn là chiếc đầm hàng sale của cái con Mai kia. À, thì ra là vậy. Thật ra hả, hai bạn mình cũng đã biết trước rồi. Nói chung á, mình không có phải là ham ba cái đồ đắt tiền như vậy đâu. Quà nào cũng là quà. Tôi nói cho hai bạn nghe nè, tôi để cho Mai về á cũng lạ hả. Nói chung là tôi không muốn Mai khó chịu với hai người thôi. Còn hai người nghĩ với gia cảnh của tôi thì tôi cần những thứ đắt tiền. Cái laptop đó và túi xách giả mạo đó của hai bạn sao? Hai bạn sai lầm rồi. Uổng công tôi coi hai bạn là bạn mà không ngờ hai bạn làm vậy. Đã mua hàng giả rồi thì thôi, còn đâm chọt Mai nữa, đúng là xấu tính hết đường nói luôn á. Xin lỗi nha, con Lily này nó không thiếu thốn gì đâu. Cái laptop, cái túi xách của bạn hả, Canada hả, hàng mới hả, không bằng cọng lông chân của nhà tôi đâu. Tôi cho hai cậu biết như vậy á. Lily định nói gì vậy? Mình có phải là mua hàng giả hàng thiệt, hàng giả đâu, đó là hàng thiệt mà. Thôi, hai người chắc tưởng con này ngu, con này đứng sau kia nghe hết câu chuyện giữa hai người rồi. Tôi thấy á, món quà của Mai mới thật sự là ý nghĩa. Cậu ta biết tôi thích màu gì, kiểu gì. Đúng thiệt là. Thôi, hai bạn về đi, một buổi tiệc sinh nhật chẳng vui vẻ gì cả. Về thì về, tưởng tụi này cần chứ. Nói thiệt, bạn mà không giàu thì tụi này cũng chả thèm chơi. Ủa, Lily, mình thấy hai bạn kia về sớm cho nên là sợ Lily buồn, cho nên là mình mới qua đây chơi với bạn nè. Mà sao hai người đó về sớm vậy? Tại vì mình đuổi hai người đó về đó. Hai người đó không có tốt, họ không có xứng đáng để chơi với mình đâu. À, mà nói nghe nè, mình xin lỗi Mai vì hồi nãy để cho Mai đi về á. Thật ra là mình không muốn á Mai phải khó chịu với thái độ của hai con nhỏ đó đâu. Mình tính là để hai con nhỏ đó về, rồi mình qua mình kêu Mai qua chơi với mình á. Từ nay mình không cần hai con nhỏ đó nữa. Mà nói nghe nè, tiệc sinh nhật này hai chị em mình chơi là được rồi. Với lại nói thiệt chứ, Lily cũng thích món quà sinh nhật của Mai lắm á nha. Thật vậy hả? Mai cứ tưởng là Lily không thích. Tại vì Lily cũng đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua món quà đó đó. Mình thấy nó tốt, nó đẹp, tuy là rẻ nhưng mà thôi, dù gì mình cũng xin lỗi. Trời đất ơi, xin lỗi cái gì? Tôi mới là người xin lỗi nè. Nói chung là cái đầm nó đẹp tuyệt vời, mình rất là thích luôn á. Thôi bây giờ hai đứa mình ăn đi, đói lắm rồi. Đuổi được hai cái con nhỏ kia hả là tôi vui ơi là vui rồi. Vậy thôi, mình chúc mừng chúc mừng sinh nhật Lily nha. Ta da, và thế là câu chuyện buổi tiệc sinh nhật của Lily cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau nhé. Bye bye.